Xin chào các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay thì em lại lên sóng để review để các bác một mẫu sản phẩm chính hãng mang thương hiệu của DB Autic. Các bác nhìn vỏ hộp bên ngoài thì có nhận ra đây là sản phẩm gì không ạ? Thì phiên bản này là phiên bản 2022 các bác nhá. Thì cho nên là các bác có thể thấy hơi lạ lẫm một chút. Đây là một bộ micro không dây có model là DB350 Plus bản 2022, có vỏ bề ngoài đen pha màu vàng DB Autic này. Đó. Thì trước khi đi vào để review sản phẩm này, em xin được phép thông báo đến các bác một chương trình khuyến mãi của Hiếu Minh Audio. Khi các bác mua một bộ micro không dây có model là DB350 Plus này thì em sẽ tặng các bác một bộ pin sạc gồm một đốc sạc tự ngắt và một củ nguồn iPhone xịn sò. Kèm với đó là 4 quả pin có dung lượng cao nhất hiện nay 3300 ampe, có thể sử dụng với bộ mic này từ 6 đến 7 tiếng đồng hồ khi các bác sạc đầy. Đó, một bộ pin trị giá 350.000 khi các bác mua một bộ mic DB350 Plus này phiên bản 2022. Và bây giờ thì em sẽ đi vào để mở hộp chiếc mic 350 phiên bản 2022 này, cũng như là giới thiệu về ngoại hình, test thử truyền âm để so sánh với bản cũ xem nó như thế nào nhé. Ở phía trong thì sẽ có một lớp xốp bảo vệ sản phẩm. Phụ kiện đi kèm thì gồm 4 quả pin sử dụng một lần rồi vứt đi. Đó, đây ạ. Dùng liên tục được với bộ mic này khoảng tầm 2 tiếng. Hai tay chống lăn khác màu. Một củ nguồn adapter. Đây là hai cái tai rời các bạn. Và một dây 6 ly kết nối súng vang. Ở bên này thì sẽ có hai dâu sóng để bắt sóng xa hơn này. Sóng là sóng 510 đến 630 MHz. Các bác nhìn rõ. Một dâu sóng không nhá. Ok, đây là tai mic. Và đây là tai mic của bộ mic 350. Đó. Thiết kế là tai màu xanh, xanh rêu, rất là đẹp. Cầm thì rất đầm tay, vừa tay. Cảm giác hát thì rất là có, sẽ có lực khi cầm bộ mic này. Và chóp mic được thiết kế màu đen, sơn chống rỉ. Sơn chống rỉ này, bên trong có một lớp bông này. Nút nguồn này. DB Autic chuôi màu đen. Đây là thiết kế là bằng nhôm. Phía bên trong này, đó. DB Autic gạt chế độ sóng xa, sóng gần. Quyển sách ở bên dưới đây. Cho mic lên em mới nhìn thấy. Đây là quyển sổ mini giới thiệu sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cách sử dụng bắt sóng, dò sóng khi bị lệch tần số. Các bác có thể cất quyển sổ đi để sau này nếu mà có trường hợp trẻ nhỏ để làm lệch tần số thì các bác có thể bắt lại, hoặc là gọi trực tiếp cho Hiếu Minh. Và đây là đầu thu của bộ mic DB350 Plus. Các bác có thể thấy là phiên bản này đã khác hẳn hoàn toàn so với phiên bản 2021 đúng không ạ? Em nghĩ là thấy đẹp hơn. Với cá nhân em thì cảm nhận là bộ mic 350 2022 này có độ gì đó sắc nét hơn, sắc sảo hơn từ phần tai mic này cho đến phần đầu thu. Đó. Ở phía trên thì sẽ có tem của nhà hãng chống hàng giả, hàng nhái, công nghệ USA này. Dập khuôn logo trực tiếp vào vỏ thân vỏ DB Autic The Professional. Đó. Phía sau thì cũng như là các bộ mic khác là hai kiểu cắm output, kiểu cắm là cắm 6 ly và rắc cắm Canon, và hai dâu sóng nút nguồn. Phía trước thì logo DB Autic này, model DB350 Plus, chế độ chỉnh lại tần số này, volume to nhỏ của vế trái, set bắt sóng lại tần số, scan
Suka này là dành cho giò sóng sạch các bác nhé. Các bác khi một lát nữa thì em sẽ cắm nguồn vào. Thôi bây giờ em sẽ cắm nguồn vào luôn. Giới thiệu qua các bác về ngoại thất. Đó, thiết kế mặt màu đen này, sơn rất là đẹp. Rất là đẹp, em nói rồi, là phiên bản 2022 này cũng có một gì đó rất là đặc biệt và một sự thay đổi về ngoại hình rất là chất của nhà hãng đối với phiên bản mới 2022 này. Bây giờ thì em sẽ đi vào để cắm nguồn của mic kể lên, cũng như là hướng dẫn các bác cách dò sóng sạch và hướng dẫn các bác dò sóng khi bị lệch tần số nhé. Thưa các bác và thưa anh em, thì em đang để bộ micro không dây DB350 Plus này trên bộ dàn. Đó, và đang để cắm màn hình vào hiển thị này. Các bác có thể thấy là khi có đèn này, màn hình sáng rất là rõ ràng này. Đó. Và ở mỗi phím sẽ có đèn riêng. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Một bộ mic mà thay đổi là phiên bản 2022, thay đổi rất là nhiều so với phiên bản 2021, nâng cấp hoàn toàn. Mà chắc chắn là giá thành thì vẫn như vậy thôi các bạn. Thì đây, em đang bật một tay mic là tay về bên phải 165 này. Đấy, các bác có thể thấy là cột sóng này RF đang đầy này. Lên bật 2456. Trường hợp mà chúng ta bị lệch tần số sóng. Đó, mất sóng rồi đúng không ạ? Đó, lê. Các bác ấn vào nút set. Khi dò sóng lại, các bác ấn vào nút set này. Đó, đèn sáng các bác thấy không? Đèn IR sáng này. Tai mic đã chuyển đổi về 170. Đó, tức là sáu cột sóng đã đầy này. Lê bật 2 456. Đây là cách bắt sóng không nhá. Còn để cách dò sóng sạch này, scan này. Đó, thêm chức năng này. Các bác có thể thấy đấy, nhấn vào này. Sẽ tự dò sóng phù hợp nhất ở trong không gian đó. Các bác đợi một chút nhá, đợi chút cho sản phẩm đang chạy dò sóng. Ok, đấy, đã dò sóng xong này. Các bác đưa tay mic này, ấn nút set này. Đó, và đưa tay màn hình mic vào mắt thần IR. Đó, RF tức là đã có sóng rồi này. Lê 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lê. Đó, rất là đơn giản đúng không ạ? Đây là tất áp dụng cho gần như hầu như tất cả các bộ micro không dây. Đó. Hôm nay thì ca sĩ bên em đi vắng, cho nên là em sẽ alo thử vài câu để các bác có thể đánh giá được chất âm của bộ mic DB350 Plus này nhé. Lê 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bác có thể thấy là tiếng mic rất là dày và sáng. Đấy, em đang phối ghép trên bộ dàn này. Thì em xin phép được báo giá luôn bộ micro không dây DB350 Plus này đang được bán với giá là 2.800.000 giá tại cửa hàng. Và với tại Hiếu Minh thôi nhá. Tại Hiếu Minh thì bên em sẽ đây tặng một phần quà dành cho các bác. Đó là một bộ pin có trị giá là 350.000, bộ pin sạc có thể sử dụng trên bộ mic này, chính bộ mic này, từ 6 đến 7 tiếng khi các bác sạc đầy. Đó, và kèm theo đó là một đốc sạc được ngắt. Và các bác có nhu cầu về các sản phẩm âm thanh có thể liên hệ qua bên em. Với các số điện thoại online ở miền Bắc thì các bác có thể liên hệ với hai số này: 0919182233 và 0869997229. Cơ sở ngoài miền Bắc thì có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Sài Gòn thì số hotline là 0982352313. Và cơ sở Sài Gòn tại có địa chỉ là 48B Cự Xá Ba Điểm, quốc lộ nằm trên quốc lộ 22 và tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Và bên Hiếu Minh thì có giao hàng toàn quốc dành cho các bác ở xa các bác nhé. Và một clip để review một sản phẩm phiên bản mới 2022 của thương hiệu DBOTIC. Và bây giờ thì em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.